Mình sẽ quay Lego tiếp tục nha bạn. Đây là mình đang gắn cái tay này. Đây. Đây nha bạn. Đây là đi shopper nha bạn. Các bạn đã bị chốt cái giờ nha bạn. Trong mà cho nó đang cầm cây súng nha bạn. Đây súng của mình đây. Đây là cái súng tự kiếm. Thôi mình sẽ dùng cái súng này. Mình sẽ bắn tên tội phạm nha bạn. Ngắt. Thôi, ấy luôn đi. Thông đó. Đây nha bạn. Đây là cướp. Đây là cái hộp bằng thêm. Mình sẽ đựng cái tiền tiết cho bạn. Đây. Đây bạn. Đây là vàng. Vàng nổi nha các bạn. Các bạn nhớ bấm reply giúp xe nhớ và lúc đăng ký cho mình. Mình rất thương cho mình có được cho mình làm video mới cho bạn nha bạn. Đây là hộp báo nha bạn. Cái hộp. Đây là cái hộp của mình nha bạn. Đây là tên cướp đang cầm cái súng bắn để người. Đây. Đây nha bạn. Đang đi. Đây. Nên nó là đi cho lẹ nha bạn. Rất cái bàn tay nha bạn. Đây nha bạn. Đây là mình đang gắp nha bạn. Đây nha bạn. Đứng im. Đây nha bạn. Nhưng mà mình sẽ cắt cái nhỏ này. Đây mình đặt cái nhỏ này nha bạn. Này nha bạn. Đây mình hai cái máy nha bạn. Lấy đồ bố hứ cho bạn cho mình gấp nha bạn. Đây, đây. Đây. Đây nha bạn. Đây. Mình để gắn cái này vô. 哎。
đây nha bạn, đây nữa, như đây nữa nha bạn. Đây mình để gấp phiền gà tiếp đây nha bạn. Các bạn nhớ bấm like và share nhé, và lúc đăng ký cho mình có động lực để mà mình làm cao lên mới cho bạn nha bạn. Đây, tới tiếp theo là mình gắn cái mấy cái xác này vô nha bạn. Cái xác đây mình sẽ kiếm cái xác cho mày cái này rồi à, quên bỏ này ra đi, mệt quá. Đây nha các bạn, đây nha bạn, cho mình sẽ gắn cái bức tường màu nâu này vô, gắn cái bức tường đây nhé bạn. Mình sẽ lấy bức tường màu nâu mình sẽ gắn vô đây nha bạn. Chứ mình đây sẽ xong bạn. Đây cục 500 nha bạn, cục 500. Nào bạn muốn cái gì mình hút vô đây nha bạn. Hút vô đây là mở ra. Nè bạn. Nè hút vô đây mở ra. Như cái kiếm này là mình đã chém mấy người dân nha bạn. Đây là chiếc xe nãy mình gắp cho bạn nè. Đây nha bạn. Đây. Đây là cái đồ bơm hơi. Cái khắp bạn. Đây đi xe cừu. Đây cướp nha bạn, cướp. Đây là mấy cây súng nha bạn.
Đây mình sẽ gõ mấy cái súng này ra. Đây là mình lấy cái súng này. Các bạn chọn cái súng nào là các bạn lấy một cái súng thôi. Đừng có lấy nhiều cái súng quá nha bạn. Mình sẽ gỡ mấy cái trang phục này ra cho mà mình lấy cái này ra nha bạn. Đầu tiên mình phải bẻ này ra hẳn vậy nha bạn. Rồi mình lấy nón tay này là mình hút vô đây. Hút vô đây là mình gỡ ra dễ dàng lắm bạn. Mà nó không gõ được luôn nha bạn.